luôn. Ông có bị luôn chứ mẹ. Con đi luôn với ba mẹ. Bây giờ qua xin xin cha á, ở với bạn Liễu con, Liễu mang qua rồi xin rồi qua hối rồi dưới đấy à. Mà Liễu mà nói gì như là có gì em chết mà trời dùng. Nó mà thương thương. Được mà ngoài nó nói chị với cha Liễu luôn. Bây giờ hỏi muốn học không? Bạn biết là nghề gì, cô chủ nhiệm mà cô chuyện qua luôn. Ừ, chủ yếu là bạn muốn học không á? Muốn hết chết thì ngon. Bà nói đi. Muốn học cũng nghĩ là cô chủ nhiệm luôn. Đi học thì phải làm thôi, chắc là chuyện đi học chứ. Sắp xếp của con trai cái gì vậy? Là 50 trong đây. Mày không phải đâu mà con trai. Sao đó là con về tao mò. Sắp xếp nhớ đi học luôn đi. Đấy đi, có gì mấy cô tiếp cho. Tôi học sắp xếp là có nằm mơ cô kêu đang tâm thì kính về cái đầu đen thử đi chi sắp xếp coi đó là con kính mất gì bao nhiêu. Cha cho ngọc quá sợ cô bằng họ mang gì nhà của tôi á. Ơi, nghe lát rồi tôi cái đó nhà tôi.